Hồi ký Trại Kiên Giam của tác giả Nguyễn Chí Thiệp, tập thứ 11. Xin mời bà con mình cùng nghe. Khởi đầu việc lập đảng Dân Chủ, ông Hoàng Đức Nhã yểm trợ. Nhưng sao ông Nhã thấy ông không nắm được đảng Dân Chủ? Ông Nhã phá. Ông Nhã chỉ thị các trưởng ty thông tin không được vào đảng Dân Chủ, trong khi hầu hết các tỉnh đều giao chức vụ tuyên huấn tỉnh đảng bộ Dân Chủ cho trưởng ty thông tin, ông Nhã đổi là trưởng cơ sở dân vận. Các ty trưởng dân vận về Sài Gòn công tác trong đảng Dân Chủ. Ông Nhã chỉ thị không cấp phương tiện chuyên chở, trong khi tổ chức đảng Dân Chủ dựa vào chính quyền, còn đảng không làm kinh tài. Các tỉnh đảng bộ không có một khoản tài chánh nào, là tỉnh tổ chức tỉnh bộ đầu tiên, tôi nhắm về phía các giáo chức là thành phần trẻ, có học, có uy tín với phụ huynh học sinh và dân chúng. Nhưng từ lâu họ vẫn như đứng ngoài chính quyền, dù ăn lương từ ngân sách quốc gia. Cộng sản tổ chức được nhiều cơ sở hoạt động tích cực trong hàng ngũ giáo chức, trong khi các chính đảng quốc gia không thu hút được giới này. Dĩ nhiên, giáo chức thì không quen sinh hoạt chính trị và đấu tranh, nhưng sinh hoạt dân chủ, mục đích là tranh thủ sự ủng hộ quần chúng nhân dân, không cần đến hành động bạo lực. Vả lại, đa số nhà giáo tự tách rời ra khỏi hoạt động chính trị, vì một phần các chính đảng quốc gia trở thành cằn cỗi, đa số cán bộ kém trí thức và thường sử dụng bạo lực để tranh giành phe nhóm và quyền lợi, nên không thu hút được họ. Tôi đã trình bày kinh nghiệm về sự thuyết phục và kết nạp hàng ngũ giáo chức vào tỉnh Đảng Bộ Dân Chủ Quảng Nam, về phòng phụ tá chính trị và phổ biến để các tỉnh bộ khác rút kinh nghiệm. Do đó, đa số chủ tịch Đảng Bộ Dân Chủ là các trưởng ty học chánh tỉnh. Công thức này đã được ông Ngô Khắc Tỉnh, Tổng trưởng Giáo dục ủng hộ. Nhưng về sau, chính ông Ngô Khắc Tỉnh cũng là một người chống lại đảng Dân Chủ, khi thấy ông không có ảnh hưởng gì trong đảng. Sau này ở tù chung với hai anh em ông Ngô Khắc Tỉnh và Ngô Khắc Tịnh, nhắc lại chuyện cũ, ông Tỉnh xác nhận là ông chống lại việc ông Thiệu giao cho ông Ngân quá nhiều quyền, và chính ông Tỉnh đã thúc đẩy ông Thủ tướng Trần Thiện Khiêm loại trừ ông Ngân ra khỏi ông Thiệu. Ông Ngân sửa hiến pháp để ông Thiệu ứng cử tổng thống thêm, làm mất cơ hội ứng cử tổng thống của ông Khiêm, nên ông Khiêm không những tìm cách loại trừ ông Ngân, ông Nhã ra khỏi thế lực ông Thiệu, mà còn yểm trợ 303 linh mục và dân biểu Nguyễn Đức Cung, tố cáo ông Thiệu tham nhũng và tướng Nguyễn Vĩnh Nghi có 40.000 lính ma ở vùng 4 chiến thuật. Riêng ông Ngô Khắc Tịnh, thượng nghị sĩ trong liên danh đảng Dân Chủ, nói với tôi rằng ông không hề biết gì về đảng, nên thường biểu quyết theo ý riêng ngược lại với những điều sắp xếp của Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm, một trong hai người thụ ủy, liên danh thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ. Nhắc lại chuyện hai ông Ngô Khắc Tỉnh và Ngô Khắc Tịnh để làm sáng tỏ những uẩn khúc của đảng Dân Chủ. Ngoài ra, tôi không có ý không tôn trọng hai ông. Tôi đã từng ở tù chung cùng một đội với hai ông Tỉnh và Tịnh, cũng như các ông Hồ Văn Châm, Trần Thanh Bền, Cao Văn Khanh là những người cao cấp nhất trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, còn ở tù trong các trại miền Nam. Tôi rất mến về tư cách, tác phong và đạo đức của hai anh em ông Tỉnh và ông Tịnh. Cũng chính vì luôn luôn giữ tác phong đúng đắn, không nịnh bợ cán bộ Cộng sản, hài hòa với bạn tù, nên hai ông Tỉnh và ông Tịnh khổ không ít vì các bạn đồng liêu, đồng triều của các ông. Đảng Dân Chủ được thành lập và hoạt động như vậy, ông Thiệu đã bỏ mất một cơ hội tập hợp lực lượng dân chúng để chống Cộng sản. Ông không hiểu so với thời kỳ Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì thời đệ nhị Cộng Hòa trình độ dân chúng và cán bộ cao hơn về chuyên môn, cũng như chính trị. Lớp cán bộ có khả năng được huấn luyện đông đảo hơn. Qua nhiều cuộc biến động chính trị sau năm 1963, làm cho chính quyền suy yếu, nhưng tiềm lực chống Cộng sản của toàn dân lại mạnh hơn. Từ đó người ta lại muốn có lãnh đạo chính trị để chống Cộng hữu hiệu hơn.
quân nhân lãnh đạo đất nước không phải là điều tốt, vì quân nhân dễ trở thành độc tài quân phiệt. Nhưng hoàn cảnh chính trị tại miền Nam Việt Nam lúc đó, các chính đảng không đủ tầm vóc để đảm nhận vai trò lãnh đạo. Từ sau năm 1963, các biến cố chính trị liên tiếp là cho người Mỹ càng ngày càng ảnh hưởng đến nhiều hơn. Đến lúc họ nắm quyền quyết định về người đứng đầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nên chọn một quân nhân phù hợp với ý muốn của người Mỹ hơn, vì quân nhân có truyền thống dễ bị điều khiển. Phải chấp nhận một quân nhân nắm chính quyền thì tướng Thiệu là người tương đối có khả năng hơn các tướng lãnh khác. So với ông Khánh và ông Kỳ thì ông Thiệu chững chạc hơn nhiều. Đó là ưu thế của ông Thiệu, nhưng tiếc rằng ông không phải là người có tâm huyết để làm việc cho dân cho nước. Ông chỉ biết lo cho quyền lợi của ông, của thân tộc hai bên họ hàng của ông, của vợ ông và có xa hơn nữa thì bạn bè của những người bám vào ông để thụ lợi bằng mọi cách. Có lúc tôi xúc động về những khó khăn mà ông gặp phải. Năm 1974, Đại tá Lê Trí Tính và tôi được Trung tá Trần Trung Nghĩa, tỉnh trưởng Gò Công kể chuyện xảy ra tại vùng 4 dưới quyền của tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Trung tá Nghĩa là người rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông Thiệu. Ông tổ chức đảng Dân Chủ đầu tiên tại vùng 4 chiến thuật, và ông cũng tin những điều ông Nguyễn Văn Ngân phổ biến cho chúng tôi là Tổng thống Thiệu muốn dùng đảng Dân Chủ như là một áp lực để cải tổ hành chánh, chống tham nhũng, làm sạch chính quyền. Trong nhiệm vụ, Trung tá Nghĩa đã thu thập hồ sơ tham nhũng của hai ông quận trưởng Hòa Bình và Hòa Tân thuộc tỉnh Gò Công. Hồ sơ đã giao lên ông Nguyễn Văn Ngân để chuyển qua giám sát viện. Trong lúc đó, Trung tá Nghĩa cũng được tin hai ông quận trưởng sắp được tướng Nguyễn Vĩnh Nghi cử đi làm tỉnh trưởng hai tỉnh Kiến Phong và Kiên Giang, kiêm thị trưởng Rạch Giá. Ở vùng 4 chiến thuật, muốn được cử đi làm tỉnh trưởng phải qua trung gian Đại tá Chung Văn Bông, tỉnh trưởng Định Tường là cậu của tướng Nghi. Trung tá Nghĩa có trình tin tức lên ông Ngân, nhưng ông Ngân vẫn tin vào lời hứa của Tổng thống Thiệu dùng đảng Dân Chủ để thanh lọc chính quyền. Cuối năm 1974, đúng như tin của Trung tá Nghĩa, ở Bộ Nội vụ, chúng tôi nhận được lệnh làm nghị định hợp thức hóa chức vụ tỉnh trưởng Kiên Giang, kiêm thị trưởng Rạch Giá cho Trung tá Nguyễn Tấn Hưng, đương kim quận trưởng Hòa Tân, Gò Công, và chức vụ tỉnh trưởng Kiến Phong cho một trung tá khác, tôi quên tên. Điện ở văn phòng Tổng thống đánh cho quân đoàn 4 sau gửi Bộ Nội vụ đã ấn định cả ngày bàn giao hai chức vụ tỉnh trưởng. Ông Ngân đã trình lại sự việc buôn bán chức tỉnh trưởng này, lấy từ 25 triệu tới 30 triệu ở quân đoàn 4. Trung tá Trần Trung Nghĩa là một nhân chứng. Tổng thống Thiệu đã cho mời Trung tá Nghĩa điện trình. Trung tá đã trình bày hết sự việc. Tổng thống tin vào những điều Trung tá Nghĩa trình bày nên chỉ thị ngưng bàn giao chức tỉnh trưởng Kiến Phong và Kiên Giang. Đến lượt Trung tá Nghĩa gặp khó khăn. Từ Sài Gòn về đến tỉnh Gò Công, Trung tá nhận được lệnh trình diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, bị sai sẩy đủ điều. Từ khi về lại tỉnh, Trung tá Nghĩa phải nhận liên tiếp các đoàn thanh tra quân đoàn vạch lá tìm sâu. Có ngày, phái đoàn thanh tra 40 sĩ quan đến Gò Công công tác. Đại tá Tính khuyên Trung tá Nghĩa cố gắng chịu đựng hoặc từ chức để bảo vệ phẩm giá. Cuối cùng, sau một tháng chịu đựng, Trung tá Nghĩa phải từ chức, không dám trở về quân đội, sợ bị trả thù. Đại tá Tính phải giới thiệu Trung tá Nghĩa làm chánh văn phòng cho Trung tướng Trần Văn Đông, lúc đó làm phó thủ tướng. Lúc đầu ông Thiệu muốn có một vài hành động hữu ích, nhưng sau gặp sự chống đối mãnh liệt của những người thân trong gia đình ông như ông Ngô Khắc Tỉnh, Hoàng Đức Nhã, Hoàng Đức Ninh và các bạn bè của ông như Trần Thiện Khiêm, Đặng Văn Quang, Nguyễn Vĩnh Nghi, cuối cùng, nhân ông Nguyễn Văn Ngân đi quá xa trong việc soạn bản điều trần phê phán chính phủ dày 30 trang đánh máy do ông Trần Trung Dung, đại diện đảng Dân Chủ đọc trước phiên họp đông đảo nhân viên chính phủ, nội các, quân đội và các nhân viên định chế quốc hiến định như Quốc hội, Tối cao Pháp viện, Giám sát viện. Ông Thiệu đã lựa chọn quyết định
Ông Ngân đã làm xong nhiệm vụ sửa đổi hiến pháp để ông có thể ứng cử tổng thống thêm nhiệm kỳ nữa. Ông Thiệu giải tán Đảng Dân Chủ và cách chức ông Nguyễn Văn Ngân, đặt quyền lợi cá nhân trên quyền lợi dân tộc, quyền lợi đất nước. Trong lúc đất nước cực kỳ khó khăn, ông Thiệu đã phản bội lại bao nhiêu người? Ông Thiệu có biết là bao nhiêu người đã bị bỏ tù và chết trong trại cải tạo vì họ là đảng viên dân chủ? Có một số người tra nhập đảng vì quyền lợi, phần lớn là những người muốn bảo vệ chức vụ hoặc muốn tiến hơn lên. Nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ ông Thiệu vì họ muốn có thêm sức mạnh để chống cộng, có căn bản chính trị từ quần chúng để nói chuyện với Mỹ trong sự bảo vệ miền Nam không bị Kissinger hy sinh quá nhiều ở bàn hội nghị. Cũng có người muốn có một đảng chính quyền để chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có thêm sức mạnh, để không bị khuynh lót bởi các lực lượng chính trị và tôn giáo. Người ta không trách ông Thiệu về sự thua trận, mà trách vì sự bỏ chạy không chiến đấu. Ông Thiệu quá tin vào người Mỹ để rồi khi có nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi, ông chỉ lo tạo áp lực với người Mỹ. Ông bỏ đồn lực lượng đặc biệt Lệ Minh để chứng minh là Việt Cộng vi phạm hiệp định ngưng chiến, để xin Mỹ can thiệp bằng không quân như Nixon hứa. Mỹ làm ngơ. Ông tiếp tục bỏ Tống Lê Chân, cho tuyên truyền rầm rộ việc vi phạm của Việt Cộng. Người Mỹ tiếp tục làm ngơ. Ông Thiệu tiếp tục bỏ đất và quyết định bỏ bang Mê Thuộc và rút quân khỏi Pleiku là một sự sai lầm vô cùng quan trọng. Bỏ quân đoàn 2, quyết định rút quân bằng liên tỉnh lộ 7 càng bày ra sự kém cỏi về khả năng quân sự của ông Thiệu. Nhiều người thất vọng, một ông tổng thống là một tướng lãnh tiến thân từ dưới lên, đã chỉ huy mọi cấp của quân đội từ tiểu đoàn lên đến quân đoàn. Thế mà ông Thiệu quyết định đưa quân đoàn 2 về miền Duyên Hải, qua con đường liên tỉnh lộ 7, con đường quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã không sử dụng từ năm 1964, tức là đã 11 năm. Nếu sau này có viết về lịch sử chiến tranh Việt Nam, có lẽ rút quân khỏi cao nguyên và rút quân bằng con đường liên tỉnh lộ 7 là những quyết định quân sự tồi tệ nhất. Hôm sau tôi tiếp tục bị gọi ra làm việc. Vẫn hai tên hôm qua hỏi tôi, tên Lưỡng chỉ tôi ngồi xuống ghế trước mặt y. Tên kia đặt ghế ngồi phía đầu bàn cạnh ghế tôi ngồi, tôi vừa ngồi xuống hắn đã hỏi. Anh đã suy nghĩ kỹ và thành thật khai báo chưa? Báo cáo tôi đã nghĩ kỹ ngay từ hôm đầu, tôi đã thành thật trả lời tất cả rồi. Tên ngồi cạnh từ hôm qua vẫn không nói gì, bây giờ hắn mới nói. Mày ngoan cố, mày giữ chức vụ gì trong tổ chức thằng Ngô Văn Vinh và thằng Vĩnh Hậu? Thằng Vinh đã nhận tội và đã khai hết rồi. Nghe thấy giọng quản trị rất nặng của hắn, tôi xoay qua để nhìn rõ hơn. Với cặp môi thâm sì không che hết hàm răng hô ấm khói thuốc lờ lờ gớm ghiếc, tôi ngạc nhiên vì lối xưng hô mày tao. Cán bộ hỏi cung lúc nào cũng cố giữ bình tĩnh gọi tù bằng anh. Tôi hơi khựng một tí mới trả lời. Báo cáo tôi không hề tham gia tổ chức của Ngô Văn Vinh hay tổ chức chính trị nào cả. Nếu ông Vinh khai cho tôi ở trong tổ chức, tôi xin đối chất. Mày có biết thằng Vinh và thằng Hầu không? Chúng mày hẹn gặp nhau ở quán cà phê Ngọc mấy lần rồi. Tôi có biết họ từ trước năm 75 và từ lâu không hề gặp. Tôi có đến quán cà phê Ngọc để tìm một người bạn lại sao. Không có tôi về ngay. Không gặp nói chuyện với bất cứ ai ở đó. Mày giết cương lĩnh cho tổ chức của thằng Vinh. Tôi nhớ sao có nhờ tôi viết cương lĩnh cho tổ chức của Vinh, tôi đã từ khước. Tôi không muốn khai sào vào đây thêm rắc rối. Vả lại tôi chưa biết tình trạng sào ra sao, có bị bắt không, và từ khi hỏi cung đến nay bọn chúng không hề nhắc đến sào. Tôi không muốn biện minh chuyện từ khước với sào nên trả lời. Tôi không có giết cương lĩnh chính trị cho ai cả. Mày đến quán cà phê Ngọc mấy lần? Hắn hỏi lại, một lần duy nhất. Không gặp sao, mày gặp ai ở đó? Tôi thấy có nhiều người ngồi tại nhiều bàn cà phê, tôi không chú ý đến ai, hỏi không có sao tôi về ngay, không biết ai ở đó cả. Hắn gằn giọng, không nghe, không biết, không thấy hả? Chúng mày cứ gặp nhau là nói xấu chế độ, chúng mày họp nhau là tìm cách chống chế độ. Tới đó bất ngờ hắn tát mạnh vào mặt tôi và nói, mày hèn lắm, đã dám làm mà không dám nhận. Vừa nói hắn vừa đánh tôi liên tiếp. Phản ứng tự nhiên tôi đưa tay lên đỡ và né tránh.
lưỡng ôm quặt hai tay tôi ra sau để tên kia đánh đá. Tôi cố đưa đầu gối và khom xuống để tránh những cái đá vào ngực nhưng không được. Tôi la lớn, cán bộ không được đánh tôi, cán bộ vi phạm chính sách nhà nước. Hắn càng đánh tôi càng la lớn, miệng tôi đã dập, tôi cảm thấy hơi mặn của máu trong nước miếng. Tôi càng la hắn càng đánh. Một lúc tôi lả đi thì có nhiều tiếng người chạy lại. Hắn ngưng tay và tên lưỡng xô tôi xuống đất. Tôi ngồi nguyên không đứng dậy. Khi thấy một tên đứng tuổi, tướng bệ vệ đi vào, tôi đứng lên nói với hắn. Báo cáo cán bộ, ngay lần làm việc đầu tiên cán bộ chấp pháp đã nói với tôi, đảng và nhà nước tôn trọng nhân cách người bị bắt. Chúng tôi không bị đánh đập. Bây giờ tôi bị hai cán bộ đánh tôi. Hắn nói. Anh nói đúng, chính sách nhà nước bảo vệ nhân phẩm con người, phạm nhân không bị đánh đập như trong chế độ Mỹ ngụy của các anh. Cán bộ đánh anh là cán bộ có lỗi, nhưng chính vì anh khiêu khích cán bộ làm cho cán bộ không giữ được bình tĩnh nên cán bộ đã vi phạm chính sách, anh hiểu không? Tôi ngớ người, thiệt một đồng một cốt của chúng. Tôi trả lời đúng các câu hỏi của hắn không hề có ý định khiêu khích, dù mới vào đầu hắn đã mày tao. Bây giờ tên này lại ghép tôi vào tội khiêu khích cán bộ, để cán bộ mất bình tĩnh vi phạm chính sách. Tôi biết có nói cũng vô ích. Trở về phòng suy nghĩ, có lẽ bọn này muốn đánh tôi vì chúng cho là tôi bướng bỉnh không tỏ ra sợ sệt uy quyền của chúng nó. Từ khi mới bị bắt, hôm nay không phải là buổi hỏi cung thường lệ. Anh em khu xà liêm biết là tôi bị đánh. Họ bảo tôi cố gắng uống hết phần nước muối để đề phòng bệnh hậu. Nhờ nước muối vừa uống vừa đắp lên những nơi bị đánh đau, rồi tôi bớt đau dần dần. Chúng lại để tôi tồn kho hơn một tháng không hỏi đến, và tôi cũng chưa được nhận quà của gia đình. Lúc này trại chuyển qua ăn bột. Mỗi bữa ăn là một cục bột bằng nắm tay với dăm ba hột muối trắng chưa rang. Ăn bột có cái tiện là vừa nằm vừa ăn, lúc nào cũng thấy đói, nhất là lúc nằm ngủ. Bao tử chảy ra, nghe óc ách toàn là nước. Đói quá tôi lại phải uống nước thật nhiều, để đầy bao tử cho dễ nằm. Đến khi nhớ lại lần trước uống nước nhiều bị phù lại cố gắng đè cơn đói xuống, chịu đựng không uống nước nhiều nữa. Không còn cái còng nơi chân, tôi đã đi lại khắp phòng. Nằm dưới phi đạo nhìn qua khe hở của cánh cửa nhìn đàn kiến tha mồi lên bức tường xà liêm. Có hôm nằm hàng nhiều giờ để xem đàn kiến tha xác một con gián. Giai đoạn khó khăn là đưa xác gián qua khỏi vực ngạch. Mồi quá lớn so với thân thể những con kiến. Chưa kéo lên, con mồi lại tụt xuống. Cứ nhiều lần chúng thay đổi thế kéo, nhiều con ôm hay sợ trâu gián kéo nó ra hai bên để tạo thế thăng bằng. Những con khác bám vào chân, vào cánh, cùng nhau căng kéo ra nhiều phía. Cuối cùng rồi con gián cũng được kéo lên. Có khi nằm hàng giờ để xem con thạch sùng bò lên phần ăn. Gặp lúc ăn bột, con vật cứ bò quanh cục bột, cố đưa mồm cắn cho được miếng bột. Nhưng cục bột vừa cứng vừa trơn, con vật ngoạm hụt mãi. Nhiều lần nó ngẩng đầu mổ xuống cục bột có vẻ tức giận. Nhìn con vật bò trên phần ăn của mình, tôi muốn đuổi nó đi nhưng không có gì làm nó sợ. Lấy tay gõ lên cửa làm tiếng động, con thạch sùng chỉ ngẩng đầu lên nghe ngóng rồi tiếp tục tìm cách gặm cục bột. Con vật đã ở lâu ngày ở ngạch cửa, nó biết người tù trong xà liêm không làm gì được nó. Ngày 24 tháng chạp, xét phòng, chúng tôi nghe tiếng nói rộng ràng của khu tập thể mang hành lý ra hành lang xét suốt từ sáng. Khu xà liêm xét từng phòng một, hai tên cán bộ làm việc thật kỹ. Không những xét tư trang mà còn kiểm tra phòng. Chúng sợ tù giấu những vật làm lễ Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, dù bọn cán bộ đi lại kiểm soát liền liền, các anh công giáo vẫn đọc kinh và hát thánh ca. Không khác ngày bị giam vào tường, tôi bắt đầu quên không biết đã ở bao nhiêu ngày. Hôm ra làm việc nhìn lịch mới biết là 20 tháng 1 năm 1977. Như vậy tôi đã ở gần 4 tháng. Tôi đã gầy nhiều lắm. Vì cái quần tây đã trở nên rộng thùng thình, phải vẫn ngược lưng lại mới khỏi tụt xuống. Lần này làm việc ở một phòng trên lầu, tôi gặp tên lớn tuổi hôm tôi bị đánh. Hắn tự giới thiệu mình là Năm Thành, trưởng ban công an chấp pháp sở công an thành phố. Khởi đầu, hắn cũng nói về chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước.
về chính sách bảo vệ nhân phẩm của người tù. Khi hắn nói đến bảo vệ nhân phẩm, tôi nhớ mắt nhìn hắn, tỏ ra ngạc nhiên, nhưng hắn cứ tỉnh bơ, như là không biết tôi từng bị đánh đập, và hắn đã buộc tội tôi khiêu khích làm cán bộ mất bình tĩnh vi phạm chính sách. Sau khi trao giảng bài thuộc lòng xong, hắn hỏi tôi, anh à, có ý kiến thế nào nếu anh được đưa đi học tập cải tạo? Tôi đáp, tôi luôn luôn chấp hành đúng những lệnh của nhà nước. Hắn nói, đúng, như vậy là tốt, bạn bè anh đều đã đi hết, lý lịch của anh đáng để được đi học tập. Anh ở bên ngoài bây giờ không có lợi cho anh, nhân dân căm thù các anh lắm, họ sẽ hành động có hại cho anh, giữ các anh trong trại cải tạo. Là chính sách của đảng và nhà nước bảo vệ các anh khỏi bị nhân dân trả thù, anh hiểu chưa? Tôi không muốn nói chuyện dông dài nên không có ý kiến gì. Vấn đề của tôi như vậy là đã giải quyết, bề nào cũng phải đi tập trung. Không cần phải làm đúng thủ tục cung từ hỏi đáp và ký cung. Không cần tôi có nhận tội hay không nhận tội. Và có lẽ cũng không cần tôi có thực sự tham gia tổ chức đối kháng hay không. Khi bắt người tội danh chỉ là cái cớ để bắt, rồi không có tội thì xử theo lý lịch. Thật là đơn giản. Đó là chuyện chính của giai cấp. Người khác giai cấp đương nhiên là kẻ thù đối kháng, cần phải tiêu diệt hay vô hiệu hóa. Có đủ bằng chứng buộc tội thì đưa ra tòa kết án. Không có bằng chứng buộc tội thì công an xử theo án tập trung cải tạo. Rồi tất cả đều được đưa ra trại tập trung làm lao động khổ sai, để tự nuôi bản thân và nuôi luôn cán bộ quản lý và làm lợi cho ngân sách nhà nước. Khai phá những vùng núi non độc địa nguy hiểm mà những người dân thường không tới được. Tôi đã học và hiểu, nhờ vào những người lao động tập trung mà khai phá vùng Siberia lạnh giá, nhờ vào các trại tập trung sản xuất nông nghiệp sau thời nội chiến, nhờ lực lượng tập trung mà Mao Trạch Đông săn bằng núi để biểu dương sức mạnh bằng tay chân của nhân dân Trung Quốc. Tôi giả như chăm chú ngồi nghe để hắn hứng thú nói huyên thuyên mà tôi khỏi phải nói gì hết. Hình như mỗi tên cộng sản có cái bệnh ưa nói dài, nói dai, nói dở, nói dốc. Nếu một người nào kém hiểu biết, nghe chúng nói có thể phục chúng là nói thao thao bất tuyệt. Nhưng đa số dân miền Nam trình độ hiểu biết khá, đọc sách, nghe tin tức nhiều. Khi ngồi nghe cán bộ cộng sản nói, thấy chúng nói không đâu, lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia. Tôi chú ý đoạn hắn nói, các anh trước kia sợ Mỹ, phục Mỹ rồi làm tay sai cho Mỹ. Bây giờ Mỹ bị nhân dân ta đánh bại, mà các anh vẫn còn mong Mỹ trở lại. Tôi nói cho các anh biết, Mỹ cũng sẽ trở lại, nhưng trở lại với chúng tôi, với những điều kiện chúng tôi đặt ra. Trung ương và chúng tôi cũng biết là kẻ thù cũ của chúng tôi, có thể giúp cho chúng tôi xây dựng kinh tế. Chúng tôi đang nắm trong tay những thứ mà Mỹ rất cần. Nói tóm lại, Mỹ sẽ năn nỉ để được trở lại Việt Nam, không phải tới để làm tên xâm lược như cũ. Hắn nói một thôi dài rồi, nhìn tôi như là muốn nghe tôi nói gì, hắn hỏi. Anh có ý kiến gì không? Tôi đáp không. Hắn có vẻ cục hứng, chừng như hắn thích được nói, được thấy người nghe và phát biểu để có dịp hắn nói tiếp, biểu diễn cái tài nghệ của mình, nên khi tôi đáp một tiếng cục ngủng hắn như bị hẳn, nên có vẻ lúng túng một tí xong nói, anh nên trở về suy nghĩ cho đúng và hành động cho tốt để rồi khi trở về đời sống xã hội khỏi bỡ ngỡ. Bây giờ xã hội tiến bộ lắm, tiến bộ từng ngày chứ không nói là từng năm. Từ ngày anh bị bắt đến nay xã hội cũng thay đổi nhiều rồi đó. Kể từ thứ năm tuần đó tôi được nhận quà gia đình lần đầu tiên, ngồi ăn vội vàng những món nhà gửi. Chỉ mới 4 tháng ăn cơm với muối mà tôi như con ma đói, cái gì cũng thèm, cũng ăn qua từ ngọt đến mặn, cắn vào miệng chưa kịp nhai đã vội nuốt, ăn bụng đã no mà mắt vẫn thèm, miệng vẫn chảy nước dãi và muốn ăn nữa. Thân thể con người nó tệ thật. Tôi nghĩ rồi đây ra đến trại tập trung xa gia đình sẽ còn nhiều phen đói nữa, phải biết chịu đựng như thế nào. Nghĩ đến gia đình càng thương vợ con, càng giận mình sai lầm. Trong đời nhiều người khi ngu dại, cái lần ngu dại này của tôi quá lớn. Khi tôi quyết định ở lại, tưởng sẽ được ở gần với gia đình, gần cha mẹ anh em, chia sẻ những nỗi khổ cực cùng vợ con.
Ngờ đâu tôi trở thành mối lo âu và gánh nặng của người thân. Từ đây mỗi tháng 2 lần phải gửi quà thăm, rồi đi trại cải tạo không biết đến bao giờ, thì chắc chắn là tôi sẽ là món nợ của gia đình, cho đến khi chết cũng không chừng. Cố gạt tất cả âu lo mà sống, nếu không càng nghĩ càng buốt óc. Những ngày gần Tết, khu Sà Lim vắng hơn, bọn công an ăn Tết ít bắt thêm người và cũng không gọi ai ra làm việc. Gần Tết càng buồn càng nhớ nhà, bài ca Xuân này con không về, được anh em tù hát đi hát lại nghe buồn thấm thía. Đã nhiều lần gia đình trong dịp Tết nhưng chưa lần nào như lần này. Ngày Tết đến với người Việt Nam là thời điểm thiêng liêng, lúc nhỏ mong Tết để được vui chơi, nhận quà từ cha mẹ và người thân. Lớn lên tưởng không cần nhớ đến Tết, thế rồi không khí dịu dịu buồn buồn của những ngày giáp Tết làm cho mình nhớ nhà và vội vã xếp công việc lại để trở về. Bây giờ nằm trong Sà Lim vắng càng nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, anh em, thương vợ con. Không biết Tết đến các em nhỏ và hai con tôi có được gia đình sắm cho áo mới hay không. Tôi biết là tình hình kinh tế rất khó khăn và càng khó khăn hơn cho gia đình có thân nhân đi cải tạo. Là một công dân hạng tư trong một nước cộng sản thì chịu biết bao cay đắng vì sự kỳ thị. Cộng sản phân biệt 4 loại gia đình liệt sĩ, gia đình đảng viên, gia đình lý lịch, trong sạch và ngụy dân. Ngụy quân, ngụy quyền đi tập trung cải tạo, ngụy dân phải đi kinh tế mới hoặc phải chịu mọi thiệt thòi nếu cố bám lấy thành phố. Con em của ngụy dân không được tiếp tục học lên lớp cao hoặc có được học phải qua một kỳ thi thật gay go, bị phân biệt vì lý lịch mà còn phân biệt về thang điểm. Có 14 đỉnh cấp lý lịch mà con em có một đại quý hay trung úy an ninh và viên chức cấp quận trở lên đã liệt vào lý lịch cấp 10. Lý lịch từ cấp 10 đến cấp 14 không được học quá lớp 10. Thang điểm thi còn là cái sàn gạn lọc thật gay go. Có 4 thang điểm, con ngụy phải đạt ít nhất từ 24 điểm trở lên. Con của dân lý lịch trong sạch 18 điểm, con của đảng viên 12 điểm. Và con của đảng viên là liệt sĩ thì chỉ có 9 điểm là đậu. Trong lịch sử chưa có một chế độ, một triều đình nào trả thù kẻ chiến bại cay độc hơn chế độ cộng sản. Người ta cứ tưởng lầm là chúng sẽ giết nhiều, gây ra biển máu tại miền Nam. Người ta không thấy được tất cả sự độc ác của chúng, giết làm gì, không có lợi, lại bị mang tiếng như bọn Pol Pot ở Campuchia. Vì thời đại ngày nay không thể bảo vệ được bí mật những cuộc tàn sát tập thể như thời Stalin, cộng sản Việt Nam thâm độc hơn. Chúng giữ kẻ thù của chúng lại để làm nô lệ, làm con vật sản xuất trong các trại tập trung mà chúng không tốn kém gì vì người tù phải tự làm lấy ăn và còn phải nuôi bọn cai tù và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Thân nhân của những người tù chúng đẩy đến tận cùng của cực khổ, để gia đình tan vỡ, vợ phải bỏ chồng vì sinh kế và tuyệt vọng. Con của người tù thì dìm trong sự ngu dốt, không cho học tập, để lớn lên cũng chỉ làm nô lệ, hoặc có nuôi căm hận cũng không đủ trí óc mà vùng lên chống lại. Thời gian đã qua nhanh và bao nhiêu sự thay đổi trong lúc đó, phải chấp nhận những gì xấu xảy đến. Trách nhiệm của người dân đối với đất nước, trách nhiệm của người chủ gia đình, cả hai tôi không làm tròn, nước mất, nhà tan, nằm nghỉ mãi cũng không ngủ được trong đêm giao thừa, cả Sà Lim thật im lặng. Chốc chốc nghe tiếng thở dài, tôi biết các bạn tù khác cũng đang nằm nhớ về gia đình như tôi. Bên ngoài pháo đã nổ đều, người Việt Nam nghèo đến đâu cũng trang trọng đón Tết, giao thừa đốt pháo thật nhiều. Tập thứ 11 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 12.